đường tới này bị kẹt xe quá. Trời ơi. Anh ơi, chạy cái gì vậy trời, bị kẹt xe mà. Trời ơi. Ok ok, rồi tắt nha, tôi đang tới rồi đó. Anh chào. Cho tôi hỏi là bạn đang ở đâu vậy ạ? Tôi đang trong phòng của mình đặt nè. Tôi cũng đang ở trong phòng của mình đặt nè, nhưng tôi không thấy bạn ạ. Khu vực cấm động tuyệt đối của con gái. Em ơi, có điện thoại nè. Anh coi giùm em hôm nay. Em ơi, bản thân em nhắn tin. À? Người yêu tôi có sở thích dọn sạch giỏ hàng. Em đặt cho em chưa? Em đặt cho chị chưa? Em đặt cho chị chưa? Khi cô ấy được hai em gái tôi bảo vệ. Ha ha ha!
Thực ra là trước đó anh đã quen 10 người rồi.